What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp review sơ qua thêm một em bàn phím cơ nữa. Và em bàn phím cơ này phải nói cái giá của nó quá là tuyệt vời so với lại những cái gì mà nó mang lại cho chúng ta. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy xem con này có cái gì nhé. Let's go. Đầu tiên thì với cái hộp của nó, anh em thấy là nó chỉ có cái mã đó là F75 3 mod đây. Và cái tên của nó là Feng Ling Lu. Thì bây giờ mình cứ gọi tắt là F75 thôi nha, chứ cái tên của nó khó dài, khó đọc quá. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có tặng kèm thêm một cái cover chống bụi. Thì cái bàn phím mình đã lấy ra trước rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem. Ngoài ra thì nó sẽ tặng kèm thêm cái sợi cáp Type-C bình thường thôi, về một cái nhổ switch kim, nhổ keycap, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và cuốn sách này thì các bạn giữ lại nha, tại vì nó có rất là nhiều chức năng mà chúng ta phải cần đến cuốn sách này. Nhiều khi chúng ta bấm lộn hoặc là chúng ta cần điều chỉnh cách kết nối từ Bluetooth hay sang wireless gì đó thì chúng ta phải cần có cuốn sách này để đọc. Hết rồi. Ngoài những cái phụ kiện khá là cơ bản này ra thì hầu như nhà sản xuất không tặng thêm cho chúng ta thứ gì nữa. Và đây chính là em bàn phím của chúng ta, nhân vật chính ngày hôm nay, em F75. Như các bạn thấy thì phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản có keycap màu trắng pha với lại màu đen và màu xanh. Đó, xanh này cũng là mình không biết là màu xanh gì, nhưng mà nó hơi chuyển sang màu xám một xíu. Chất lượng keycap thì không hề tệ nha các bạn. Em này đang sử dụng keycap đó là PPT, double shot luôn, cực kỳ ngon. Và độ chuẩn của nó sẽ là chuẩn cherry. Tức là với cái chuẩn cherry này thì các bạn yên tâm, các bạn gõ nó sẽ cực kỳ thoải mái luôn. Cái độ dốc của nó cũng vừa phải. Cái màu của keycap này phối hợp với lại các cái ký tự in rất là đẹp, cực kỳ đơn giản, kiểu tối giản nhất có thể. Với cái layout 75 thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cụm mũi tên phía bên tay phải đây, và những cái nút thêm thắt vào đây. Ngoài những nút F từ F1 đến F12 thì phía này chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình nhỏ nhỏ. Và chúng ta sẽ có một cái núm vặn. Với cái núm vặn này thì sẽ là núm vặn bằng kim loại luôn nha các bạn. Đấy, cực kỳ nặng, chắc tay. Sơn rất là đẹp luôn. Và cái núm vặn này theo mình thì vặn nó cũng tạm ổn thôi, chứ không phải là ngon, không ngon bằng những cái dòng như của Aula. Cái vặn của nó sẽ không có cảm giác khắc rõ ràng, tuy nhiên thì nó cũng sẽ rất là mượt mà. Ở phía trên này thì chúng ta vẫn sẽ có cái cổng Type-C, cổng sạc, cũng như là cổng kết nối. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có chuyển từ Win sang macOS. Một cái cần gạt chuyển đổi giữa ba chế độ Bluetooth, cắm dây và dùng wireless. Ở phía đằng sau thì chúng ta vẫn sẽ có cái kickstand nâng hạ 2 độ cao, một cái nơi để chúng ta có thể cất giữ cái USB receiver. Nó stem, không còn gì hết ngoài những cái chân cao su chống trượt ra. Khá là cơ bản, hầu hết những cái con với cái layout 75 như thế này thì nó hầu hết là sẽ giống nhau. Ok, bây giờ mình sẽ thử mở keycap ra và kiểm tra xem thử coi cái switch của em này nha. Về cái keycap thì mình đã nói ngay từ đầu, nó là chuẩn cherry và chất liệu sẽ là PPT double shot, rất là ngon rồi. Về cái switch của em này thì nó sử dụng switch của hãng luôn, và nó sẽ là linear, đã được pre-lub rồi. Và cái thân của nó cũng là thân bằng POM, cho nên là gõ cực kỳ mượt. Và cái tiếng của nó ra nghe rất là đầm nha, rất là chắc. Này. Đấy. Stem của nó sẽ là stem dài, cho nên là chúng ta sẽ thấy được nó khi ấn hết hành trình nó sẽ vẫn còn dư ra một khúc. Và tiếng của con này rất là trầm. Về cái mặt của em này thì blade sẽ là blade PC, sử dụng gasket mount. Chúng ta vẫn sẽ thấy có lót cả cái tấm switch pad ở dưới này, switch PE đó. Và chúng ta sẽ có cả lót foam đáy, foam PCB đầy đủ luôn. Về cái staff thì em này cũng đã được cân chỉnh sẵn rồi và được lúp sẵn luôn. Mình thấy là con này lúc khá là ổn, tại vì không có bị tràn ra như những con khác. Và staff nhìn cũng rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ test luôn xem thử coi, khi mà lắp staff vào, khi mà lắp cái cap lên, gõ thì nó sẽ như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ thử bật kết nối của em này nha. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ 2.4G. Và em này sẽ được trang bị cho chúng ta một cái hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cả cái màn hình đây. Cái màn hình này thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ custom được. Nếu mà muốn ấn thì chúng ta ấn vào cái phần home này. Đó, chúng ta chuyển sang phần grip. Còn nếu như mà chúng ta không thì chúng ta có thể chuyển sang phần xem giờ. Đây, về các cái chế độ kết nối. Về cái màn hình thì khi mình mở lên thì thấy nó sẽ hơi mờ mờ và hơi tối tối, không có được rõ nét như những cái con khác.
Tuy nhiên thì cái đấy thì là một cái khá là đặc biệt, tí nữa mình chỉ cho các bạn xem. Và với cái màn hình này chúng ta có thể hiển thị được giống như những cái màn hình của con những cái con khác thôi. Chúng ta vẫn có thể hiển thị được những cái chuẩn kết nối này, điều chỉnh chế độ LED, rồi ngôn ngữ, đó, điều chỉnh hình GIF, đây, thế này. Và cái màn hình này cũng khá là nhỏ nhỏ xinh xinh. Nói chung bỏ vào thì chúng ta vẫn có thể, chủ yếu là để trang trí cho nó dễ thương thôi. À, ngoài ra con này còn có một cái phiên bản thấp hơn là nó sẽ không có được trang bị cái cáp PPT cũng như là cái switch xịn sò này, mà chúng ta sẽ có một cái phiên bản đó là sử dụng Brown switch, và phiên bản này thì giá nó sẽ thấp hơn và đồng thời nó cũng không có trang bị những cái dòng switch xịn, mà nó chỉ có được trang bị một cái dòng đó là Brown switch của content thôi, cực kỳ cơ bản đây. Tuy nhiên thì những cái chức năng còn lại chúng nó vẫn được giữ nguyên nhé, LED RGB cũng như là cái màn hình này thì cũng đều vẫn giữ nguyên luôn. Và chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh được cái màn hình này y như là cái bản đầy đủ nha. Đây là một cái bản thấp tiền hơn. Và nếu như mà anh em thích mua về để custom theo ý thích của mình, thì chúng ta bỏ luôn cả cái bộ cái cáp cũng như là chúng ta thay luôn cái bộ switch mới, thì chúng ta có thể mua cái phiên bản này nó rẻ hơn. Hoặc là đơn giản các bạn ít tiền và các bạn muốn một cái bộ keycap xin led thì đây, đó, sẵn màu trắng luôn, cực kỳ đẹp. Và với cái màu trắng này thì mình sẽ show cái chế độ led của em này cho anh em nhìn rõ cái chế độ led của em này nha. À, quên mất thì em này đang sử dụng nó là mặt ngược đó, cho nên là cái đèn led của nó sẽ hắt lên trên các cái chỗ ký tự đây, chúng ta sẽ nhìn được cái đèn led rõ hơn. Như em thấy thì đèn LED RGB thì con nào cũng giống con nào thôi, nó cũng đẹp và mượt như nhau. Tuy nhiên thì có một cái bất ngờ là với cái giá thành của em này là khoảng tầm 1 triệu đồng, nhưng cái cảm giác gõ của nó mới là cái mà mình khiến mình bất ngờ nhất. Bây giờ mình sẽ cùng sao test cho anh em nghe thử nha. Như các bạn vừa mới nghe cái tiếng gõ của em này trong thực tế nha, thì mẹ nói là nó quá ngon trong cái tầm giá luôn. Mình chưa thấy có con nào tầm 1 triệu mà lại có keycap ngon như thế này, switch ngon mà stack nó cũng ngon luôn, gõ build cực kỳ đã, nhất là những cái dàn alpha này nghe rất là nổ, nghe rất là giòn luôn, bấm cực kỳ đầm và chắc tay. Những cái stab của thằng Space không hề có tiếng lọc sọc, nghe cực kỳ sướng đó, nghe gõ một phát là biết liền luôn. Nó khác hoàn toàn với những cái con bàn phím mà giá rẻ rẻ trước đây của mình đã từng test ấy. Phải nói là hầu như con này mình mua về là không phải làm gì thêm nữa các bạn ạ, quá tuyệt vời trong tầm giá luôn. À, còn một chuyện nữa đó là ngay từ đầu mình nó nói cái màn hình này nó sẽ hơi mờ mờ một chút so với những cái con bàn phím khác, thì cái nguyên nhân của nó cũng cực kỳ đơn giản thôi các bạn ạ. Trong một cái lần mà mình mở ra để kiểm tra xem thử cái bộ lòng của con này á, như thế nào á, thì mình mới phát hiện ra được là cái màn hình này nó mở là cũng có nguyên nhân của nó này. Để mở cái con này ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần bung hết, dùng cái tay nạy hết những cái ngàm xung quanh của cái bàn phím này ra. Cái ngàm của nó thì nó làm cũng khá là dễ mở, chứ không có như quá cứng như những cái con khác. À, sau khi mở thì chúng ta sẽ lấy được cái cover phía trên ra.
Và ngay khi mình lấy cái cover ở trên thì chúng ta nhìn thấy được cái màn hình của nó cũng sáng và cũng đẹp ấy chứ. Đấy, rất là sắc nét luôn. Nhưng mà vì sao thế nhỉ? Đó là do phía trên cái cover này nó có một cái tấm kính để bảo vệ cái màn hình, và cái tấm kính này thì nó đây là màu đen đục các bạn ạ. Cho nên là nếu như các bạn chỉ cần đẩy cái này ra, đó, lắp vô lại, thì đây các bạn nhìn thấy một cái hiệu quả cực kỳ rõ rệt luôn. Không có hề tối nha các bạn, không có hề mờ đâu, mà chẳng qua là do cái tấm kính bảo vệ thôi. Thì nếu như mà các bạn muốn cái màn hình sắc nét hơn, chúng ta có thể tháo cái tấm kính này ra, hoặc là chúng ta có thể cắt một cái tấm kính mica vừa khuôn với cái này, chúng ta bỏ lên thì nó cũng ok hơn. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể dán lại cái này lại như cũ đây, thì nó sẽ hơi mờ một chút. À, tiện thì mình cũng sẽ show luôn cho anh em cái bộ lòng của em này nhé. Thì nó cũng sẽ là cái Blade PC như những con bàn phím dùng gasket mount khác thôi. Gasket mount của con này thì cũng ổn, khi mình ấn thì nó sẽ vẫn sẽ có độ nhúng khá là tốt. Ở phía dưới của con này thì chúng ta sẽ có thêm một cái cục pin nữa đây, có lót for em đầy đủ luôn nha các bạn. Có một cục pin 4000 rất là to. Mặt của con này thì sẽ được flex cut từng cái switch luôn. Và chúng ta sẽ có lót foam đáy, foam PCB đầy đủ. Và như vậy là mình đã review sơ qua cho anh em con bàn phím F75. Với cái tầm giá của nó chỉ khoảng 1 triệu thì chúng ta sẽ được trang bị một cái dàn. Nói chung là full option luôn này. Các bạn có thể có một cái bộ mặt vừa có swap, vừa có màn hình, vừa có núm này. Rồi chúng ta sẽ có hệ thống đèn led RGB, một bộ key cap PPT double shot, và chúng ta sẽ được hãng trang bị cho nguyên một cái bộ stack cực kỳ ngon luôn. Bộ switch cũng ngon nữa, khi mà gõ thì cảnh bảo đảm các bạn gõ cái con này thì chắc chắn những cái con khác trong tầm giá 1 triệu sẽ rất là khó mà có thể đạt được cái ngưỡng như thế này. Ok, và về cái giá thành cũng như là các cái chi tiết của em này thì anh em có thể xem trong link ở phần mô tả nhé. Nếu mà em muốn hỏi thêm thông tin gì về con bàn phím này thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye, hẹn gặp lại.